Cảm ơn anh đã nuôi lớn một thằng như em nha. Xin lỗi vì lúc nào em cũng làm cho anh buồn hết đó. Nhưng mà thù của em, thù của gia đình mình, em sẽ bắt cái thằng chó đó trả cho bằng hết. Anh hai, anh là anh của em, nhưng cũng như cha của em vậy đó. Trong lòng anh á, em là số 1, thì trong lòng em, anh cũng là số 1. Ơi, em biết là anh sẽ rất giận, nhưng mà em không có chấp nhận cho cái thằng chó đó sống nhẫn nhơ như vậy được. Alo, Phong hả? Là anh nè. Em tới phòng cấp cứu gấp giúp anh nha. Anh nha. Tỉnh lại đi em. Em tỉnh rồi nè. Em có sao không nè? Em thấy trong người làm sao rồi nè? Đi vô. Đây là đâu? Đi vô bệnh viện cho bác sĩ người ta khám nha. Nghe lời anh hai nha nè. Phải rồi. Trời ơi. Nhà ơi, đừng có đi mà nhà. Sao lại là anh? Hả? Em nhận ra anh rồi. Rồi vậy là tốt quá. Vậy là em không sao. Đi vô. Em có nhìn rõ không nè? Em có bị chóng mặt không vậy nè? Sao anh lại cản tôi hả? Chó hại đâu rồi? Tôi phải giết cái thằng chó. Ngà ơi. Ngà ơi, đừng đi mà em. Bỏ đi Ngà. Ngà ơi, không có đáng đâu em. Nhưng mà tôi thấy đáng. Ngà ơi. Bỏ ra. Nghe là anh công chuyện đi em chảy máu nhiều lắm rồi nha. Em cũng lại anh. Để em giết cái thằng đó đi. Em giết cho mày chết cũng được.
Em không có muốn làm mẹ nữa, hiểu không? Tỉnh lại đi nè! Tại sao mày chết cái thằng khốn nạn đó? Mày chết lại là con chạm đi nữa, hiểu chưa? Buông ra! Cái này, mau buông tay! Giữ ra! Buông ra là không có chết mày luôn! Anh ta ra má quá nhiều! Mau đưa vô khu cấp cứu! Mau lên! Buông ra! Nhà sao em? Cũng may là chỉ chấn thương phần mềm, nhưng cần phải theo dõi thêm. Em vừa tiêm cho anh ấy một mũi an thần rồi. Trước mắt tạm ổn rồi anh ạ. Anh về nghỉ ngơi đi. Mặc đồ ướt thế này cảm lạnh đấy. À, nhưng mà anh không yên tâm. Anh phải ở đây anh canh nghe. Vậy anh cũng phải thay đồ trước đã. Đi với em. Em mới chích thuốc, nằm nghỉ xíu đi. Để anh mua cháo gà cho em nha. Lấy nguyên đùi gà luôn ha. Gà, quên hết đi em. Phải vậy mình mới sống được. Ông trời cũng có mắt mà, rồi cái thằng đó sẽ bị quả báo. Ông bị mù rồi nè. Nếu như ông có mắt á, đâu để anh em mình khổ như vậy. Em tin anh đi mà nghe. Nó sẽ bị quả báo. Em không cần động tay động chân. Nhảm nhí quá. Anh muốn chờ thì anh cứ chờ. Chính tay em sẽ xử lý nó. Oh, no.